thời gian gần đây, người dân ở vùng nông thôn xã Tiện Hóa, huyện Tuyên Hóa không còn cảnh phải đi nhiều km để đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã làm các thủ tục giấy tờ như trước đây nữa. Giờ chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh, người dân đã có thể giải quyết nhanh gọn nhiều vấn đề. Tôi đi làm tài khoản công dân thì được sự hỗ trợ của các đồng chí công an, chúng tôi đã bày vẽ trên cái điện thoại di động thì chúng tôi đã làm rất nhanh gọn, nhờ cái chuyển đổi số nên không cần phải lên ủy ban xã nữa. Ban chỉ đạo của xã đã phối hợp cùng với là các cái tổ công nghệ số cộng đồng về tận từng thôn để triển khai các cái nội dung và hướng dẫn cho người dân trong cái quá trình để mà thực hiện cái thúc đẩy cái chuyển đổi số. Và đồng thời thì thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái mô hình ngày thứ 6 không viết, hướng dẫn cho người dân thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tạo cái sự hài lòng cho người dân. Huyện Tuyên Hóa hiện có 130 tổ công nghệ số cộng đồng với 214 thành viên. Thời gian qua, địa phương đã hoàn thiện thể chế số hóa, từng bước xây dựng hướng đến chính quyền số, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Nhờ đó mà nhận thức của người dân về chuyển đổi số ngày một được nâng lên. Huyện chủ trương là phải làm tổ chức công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của cái ban chỉ đạo cùng như cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, đề xuất tỉnh đồng thời với ngân sách của huyện để đầu tư nâng cấp cái hạ tầng công nghệ, làm tổ chức công tác kiểm tra giám sát, phát hiện những cái vướng mắc, những cái khâu khó, những cái việc yếu của các cái đơn cơ quan đơn vị trong cái công tác chuyển đổi số để kịp thời chấn chỉnh. Đến nay 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện cũng tập trung đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công nghệ thông tin để triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân doanh nghiệp một cách tốt nhất trong thời gian tới.